mọi người, xin chào 2222, xin chào. Bài học này thì tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn là những cái nội dung mà mình cần phải đào tạo cho đại lý. Thì như tôi đã nói trước đó trong bài học đấy là các yếu tố thành công của một mô hình phát triển hệ thống đại lý bán hàng thì gần như có thể nói là không thể thiếu cái việc đào tạo. Bởi vì là cái thứ nhất là cái số lượng người vào hệ thống của chúng ta sẽ tăng dần lên. Nếu mà hệ thống nào tốt thì tăng rất nhanh. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy là cái trình độ nhận thức của các đại lý là khác nhau. Có những người rất giỏi, có những người vừa vừa và có những người bình thường, thậm chí có những người kém. Thì chúng ta cần phải đào tạo. Và sản phẩm, dịch vụ, cách thức bán hàng chúng ta cần phải đào tạo cho nó chuẩn, để tránh việc là người này tư vấn thế này, người kia tư vấn thế kia, xong khách ở giữa chẳng hiểu là bọn này đang làm gì. Đó, đấy là lý do chúng ta cần phải đào tạo. Thế thì nội dung đào tạo và cách thức đào tạo như thế nào thì tôi sẽ đưa ra một số gợi ý cho các anh chị. Đối với một hệ thống bán hàng online thì chúng ta sẽ cần đào tạo những cái gì, đúng không? Thì chúng ta có thể đào tạo rất nhiều những nội dung liên quan đến định hướng, liên quan đến chiến lược, liên quan đến động lực, tinh thần, liên quan đến kỹ năng bán hàng, liên quan đến kỹ năng chốt sale, liên quan đến kỹ năng chạy quảng cáo Facebook, kỹ năng đăng bài trên website, làm SEO web, email marketing, đăng bài trên Zalo, content marketing, tức là kỹ năng viết bài, kỹ năng làm hình ảnh, kỹ năng thuyết phục khách hàng, kỹ năng chốt sale, kỹ năng chốt đại lý, vân vân. Nhiều kỹ năng. Đấy. Và nhiều như thế thì chúng ta sẽ cần phải có lộ trình. Chúng ta chia ra là tháng 1 học cái gì, tháng 2 học cái gì, tháng 3 học cái gì, nhóm đối tượng A học gì, nhóm đối tượng B học gì, nhóm đối tượng C học gì. Chứ không phải là ai vào cũng học Facebook, ai vào cũng học Zalo. Tất nhiên đấy là những kiến thức cần thiết, nhưng mà mình phải phân lớp, chia cái trình độ ra để mình phân loại và mình đánh giá cũng như mình đào tạo cho nó phù hợp, đúng không? Đào tạo về thương hiệu, đào tạo về sản phẩm, đào tạo về tư vấn khách hàng, vân vân. Đấy. Thế thì các cái kỹ năng phát triển đội nhóm như là truyền động lực, kỹ năng thu hút, rồi kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tuyển dụng, đấy là những cái cần thiết cho một hệ thống bán hàng, đúng không? Rồi thì kỹ năng phát triển thương hiệu cá nhân để trực tiếp họ có thể bán hàng cho họ được, trực tiếp họ có thể thu hút được người khác. Ví dụ chụp ảnh như thế nào, xây dựng thương hiệu cá nhân ra sao, làm thế nào để tăng được lượng theo dõi, làm thế nào tăng được lượng tương tác, vân vân. Rồi đào tạo trực tiếp về góc độ sản phẩm, tư vấn về sản phẩm. Đấy. Rồi thì chúng ta sẽ lên những cái chương trình đào tạo như vậy. Chúng ta sẽ có phương pháp đào tạo trực tiếp là offline tại lớp, hoặc là tại hội thảo một tháng một lần, hội thảo quy mô lớn, hoặc là chúng ta live stream trong nhóm kín, hoặc là chúng ta quay video như thế này để chúng ta làm, hoặc là chúng ta làm các cái tài liệu học tập dạng bản Word, bản PDF, video, bản hình ảnh để hỗ trợ cho cái đại lý rất là nhiều, đúng không? Thế thì cái phương thức đào tạo là như vậy. Còn lộ trình đào tạo thì tôi cũng đã nói rồi, phân chia đào tạo như thế nào tôi cũng đã nói rồi. Đấy. Thế thì cụ thể đối với một cái lộ trình đào tạo về mặt kiến thức thì chúng ta nên đào tạo những cái gì trước, đúng không? Chúng ta đào tạo về kiến thức về sản phẩm, kiến thức về khách hàng, kiến thức về sale như là kinh nghiệm sale chẳng hạn. Đấy, kiến thức về bán hàng trên Facebook, bán hàng trên các cái kênh khác như Zalo, rồi thì Instagram, xây dựng thương hiệu cá nhân, kiểu như thế. Đấy là những cái mà chúng ta sẽ làm. Và ai sẽ là người đào tạo? Thì thứ nhất là người CEO là phải là người đào tạo, hoặc trong hệ thống của chúng ta, trong đội nhóm chúng ta có những người có kỹ năng, có kiến thức, có khả năng nói tốt, thuyết trình tốt thì hãy mời họ làm đào tạo và cùng nhau soạn ra những chương trình này, đỡ phải đi thuê mướn, đỡ phải tốn. Thế nếu không thì có thể thuê chuyên gia, thuê những người có kinh nghiệm thực sự và có khả năng truyền cảm hứng, có uy tín. Thí dụ như các bạn có thể tìm luôn tôi, đúng không? Tôi vẫn thường đi đào tạo thuê cho các doanh nghiệp, các tập đoàn hoặc là các hệ thống như thế này, đào tạo theo hội thảo hoặc là đào tạo live stream các buổi tối cho các bạn cũng không có vấn đề gì cả, rất là tốt. Đấy. Các nhóm nhỏ của đại lý, bởi vì trong một hệ thống sẽ có những người là tuyến 1, những người tuyến 2, những người tuyến 3,
tuyến 1 đào tạo riêng với nhau, tuyến 2 đào tạo riêng với nhau, đến tuyến 3 đào tạo riêng với nhau. Hoặc là cái hệ thống dọc, đúng không? Cái người A này người ta sẽ kéo được khoảng 20 đại lý, thì cái người A này họ có đào tạo riêng. Người B này họ có 30 đại lý, người ta đào tạo riêng. Người C này người ta đào tạo riêng. Khuyến khích cái việc học tập, khuyến khích cái việc chia sẻ kinh nghiệm, cách thức làm thành công của nhau, và rút ra những kinh nghiệm thất bại để mình không phải tránh được. Hôm trước tôi có đi sinh hoạt một cái câu lạc bộ toàn là các CEO, thì họ đưa ra các vấn đề, sau đó họ hỏi mọi người là còn mọi người có gặp cái vấn đề đấy không. Để ví dụ như họ nói là bạn có gặp cái vấn đề về việc tìm kiếm khách hàng không, thế thì tất cả mọi người đều giơ tay là có. À, thế tôi không giơ tay, tức là tôi không gặp vấn đề. Thế họ mới rất là ngạc nhiên, họ là thế anh đã làm thế nào. Thế tôi chia sẻ cái cách tôi làm. Thế thì họ nói là ok, cách này rất hay. À, sau đó đến một cái câu hỏi khác, họ lại hỏi là bạn có gặp vấn đề về khách hàng tái mua hay không, khách hàng có giới thiệu khách hàng mới cho các bạn hay không. Thì cũng có nhiều người không giơ tay, tức là họ không gặp vấn đề đấy. Thế họ mới hỏi là thế bạn đã làm thế nào. Thế thì người ta mới trả lời là tôi đã chăm sóc rất tốt, tôi đã bán hàng rất tốt, tôi bán hàng từ cái tâm, tôi phục vụ khách hàng chu đáo và họ rất hài lòng. Nên là 14 năm nay, 20 năm nay tôi không phải chạy quảng cáo, tôi luôn luôn có khách hàng, tôi luôn được giới thiệu. Đấy, đấy là cái điều rất là tuyệt vời. Đấy, thì chúng ta bán hàng, chúng ta phải chọn sản phẩm thật là tốt để mà bán, và chúng ta phải chăm sóc khách hàng thật là tốt để mà bán, thì chúng ta sẽ có khách hàng trọn đời các bạn nhé. Ok, thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ một số những cái nội dung, một số những cái cách thức kinh nghiệm nho nhỏ để giúp các bạn hình dung ra việc là đào tạo để phải làm gì. Tôi xin phép được kết luận lại để cho các bạn đỡ cảm thấy hụt hẫng, lang man, được chưa? Thứ nhất là cần phải đào tạo nhiều thứ. Thứ hai, đào tạo những thứ gì? Ví dụ như kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, các cái kỹ năng quảng cáo, đấy, kỹ năng phát triển đội nhóm, vân vân. Thứ ba là cần phải có lộ trình đào tạo. Thứ tư là cần phải phân chia, cần phải phân chia cấp bậc ra để đào tạo. Thứ năm là thường xuyên đào tạo cho các đội nhóm lớn, đội nhóm nhỏ, và cần phải có kết quả. Thứ sáu là ai là người đào tạo thì tự đào tạo, trong nhóm tự đào tạo lẫn nhau, thuê mướn hoặc là làm các chương trình đào tạo các quy mô khác nhau. Thứ tiếp theo là tài liệu đào tạo là cái gì, để chúng ta có thể là làm các cái tài liệu dưới dạng số hóa như là sách vở, ebook, tài liệu đọc, file Word, Excel, PowerPoint hoặc là video như tôi đang dạy cho các bạn, để có thể chia sẻ được nhiều hơn. Và mục tiêu của tôi là để giúp các bạn đào tạo cho hệ thống của mình tốt nhất. Bởi vì có đào tạo liên tục như thế thì hệ thống mới có năng lượng, hệ thống mới có kinh nghiệm, có kiến thức để bán được hàng, bán được thêm hàng, bán được thêm nhiều nữa, tuyển được thêm đại lý khác, vân vân vân, thì hệ thống nó tiếp tục phát triển, hoặc là nó không bị chết, nó không bị dừng lại, hoặc là nó ít nhất là nó giữ được cái mức hiện tại, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.